Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy, nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội. Gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình. Vì vậy người luôn quan tâm, đề cao vai trò của gia đình trong xã hội. Bởi theo người, hạt nhân của xã hội là gia đình. Chính vì muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội mà phải chú ý hạt nhân cho tốt. Ghi nhớ lời dạy của Bác Hồ kính yêu, mỗi cán bộ đảng viên và nhân dân các dân tộc trên quê hương cách mạng luôn quan tâm, vun đắp và xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tạo môi trường quan trọng, hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần, xây dựng khối đoàn kết để cùng hướng tới mục tiêu xây dựng tỉnh Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc. Tỉnh Tuyên Quang có 6 huyện và 1 thành phố, 138 xã phường thị trấn, 1.733 thôn tổ dân phố với 22 dân tộc anh em cùng sinh sống. Toàn tỉnh hiện có gần 210.000 hộ gia đình với số dân trên 805.000 người, chủ yếu sống ở khu vực nông thôn, chiếm trên 80%. Trong đó số hộ có từ 3 thế hệ cùng chung sống trở lên là gần 70.000 hộ, tăng gấp hơn 3 lần so với 5 năm về trước. Trong những năm qua, tỉnh đã quan tâm chỉ đạo sát sao các cấp, các ngành, các địa phương đẩy mạnh thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, địa phương về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong đó tập trung thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 45 ngày 26 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam và xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Ở các cơ quan đơn vị địa phương, cán bộ, đảng viên và người dân đều nỗ lực học tập rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vun đắp xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc. Đã có rất nhiều gia đình tiêu biểu trong mọi phong trào thi đua. Họ chính là những nhân tố quan trọng góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng tốt đẹp hơn. Gia đình tiêu biểu ba thế hệ là nơi có tấm gương mẫu mực của ông bà cha mẹ, có sự hiếu thảo, chăm ngoan của con cháu. Ở nơi đó tràn ngập không khí đầm ấm, hòa thuận, yêu thương và sẻ chia. Những thành viên trong gia đình đã cùng nhau vượt qua mọi khó khăn để tạo nên hạnh phúc bền vững bằng sự thành đạt của con cái và sự tiến bộ của gia đình. Ông May, bà Vá, hình ảnh quen thuộc của gia đình ông Hoàng Lai và bà Nông Thị Hải, thôn Nhân Thọ, xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa. Đã mấy chục năm chung sống, nhưng vợ chồng ông Lai chưa một lần to tiếng. Nhờ đó mà đại gia đình 10 người với 4 thế hệ, cao tuổi nhất là 96 tuổi, nhỏ nhất là 1 tuổi, chung sống hòa thuận trong một mái nhà, luôn đầy ắp tiếng cười, sự yêu thương, ấm áp. Để mà có cuộc sống hòa thuận trong gia đình, trước hết là người đứng đầu trong gia đình phải là công tâm. Đấy, có thái độ ứng xử với các con với cháu công bằng. Thì các con, các cháu đồng thời là các con rể, con dâu, nó thể hiện được cái tình cảm giữa cha con và con cháu trong gia đình. Không phân biệt trai gái, không phân biệt nam nữ hay là con dâu con rể, nó là con của mình. Mình phải có trách nhiệm, không nên phải mình phải nói thẳng, nói đúng, nói rõ để con cái nó có cái
trách nhiệm cùng với mình và mình cũng có trách nhiệm cùng với con cháu. Đây là cái mà cái tâm của con của mình là phải thể hiện được cái đó. Cũng ở huyện Chiêm Hóa, ông Đặng Ngọc Định, thôn Quân Hang, xã Hòa Phú, bao năm công tác xa nhà. Mọi công việc gia đình đều một tay vợ ông, bà Nguyễn Thị Ấn cánh vác. Mặc dù chồng ít khi ở nhà, nhưng bà Ấn luôn sống lạc quan, vun đắp, trân trọng những gì gia đình đang có. Bà luôn là hậu phương vững chắc cho chồng và các con yên tâm học tập và công tác. Giờ đây ông Định nghỉ chế độ theo quy định của nhà nước, cũng chính là khoảng thời gian ông bù đắp cho người vợ bao năm tần tảo, giúp ông hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, nhà nước giao phó. Vào bếp cùng với vợ con, nấu những món ăn ưa thích là niềm vui của ông và mọi thành viên trong gia đình. Ngôi nhà khang trang, bề thế, đó là nơi sinh sống của đại gia đình ông Trần Quang Tơn, thôn 31, xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên. Trong ngôi nhà này, luôn đầy ắp tiếng cười nói của các thành viên. Gia đình ông Tơn còn là một trong số các hộ điển hình gương mẫu trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Khi có chủ trương xây dựng đường giao thông nông thôn, gia đình ông Tơn đã tiên phong hiến trên 2.000 m2 đất của gia đình. Giờ đây con đường bê tông sạch đẹp, thuận tiện cho người dân đi lại, buôn bán, giao thương hàng hóa. Mình phải luôn luôn động viên, vận động, động viên con cháu, khuyến khích cho con cái mình như vậy là gì? Có ý thức xây dựng địa phương, chính quyền địa phương tham gia như vậy là tất cả các phong trào. Đồng thời như vậy là gì? Đóng góp công sức của mình vào cái vấn đề xây dựng nông thôn mới của địa phương. Thể hiện như là gì? Ủng hộ về cá nhân, về sức lực, rồi cũng như về kinh tế. Nói chung là gì? Cái gì mà là chính sách của chính quyền địa phương từ thôn cho đến xã đề ra là mình phải động viên con cái, tuyên truyền vận động cho con cháu là phải chấp hành tốt. Và hai nữa là gì? Có cái suy nghĩ tốt về cái vấn đề là mình như vậy là phải đóng góp xây dựng cái tập thể, cái quê hương của mình ngày càng giàu mạnh hơn. Sau 35 năm công tác, từng giữ nhiều cương vị công tác từ đoàn thể, chính quyền, cấp ủy xã Chiêu Yên, huyện Yên Sơn, ông Đinh Trọng Tấn đã cùng tập thể lãnh đạo xã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, xây dựng xã Chiêu Yên ngày càng phát triển. Nay đã về nghỉ chế độ, ông Tấn vẫn miệt mài lao động sản xuất và là tấm gương cho các con cháu học tập, làm theo, góp sức xây dựng quê hương, gia đình ngày càng ấm no, hạnh phúc. Nối dõi những cái tập tục của cha ông đã để lại. Chính vì thế mà gia đình tôi là vợ chồng, con cái và cháu chắt để chúng tôi là cùng chung sống một gia đình. Trước tiên muốn làm được cái việc này thì người trụ cột trong gia đình phải là gương mẫu, chấp hành tốt các cái chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và hướng dẫn con cái, bảo ban các cháu học hành đến nơi đến chốn. Chính vì thế mà hàng ngày như bản thân tôi là các cháu tham gia học tập là sáng ra là đưa cháu đến trường, sau đó lại về công việc với gia đình, giúp đỡ gia đình với các con, các cháu trong những ngày mà bận rộn. Trong giai đoạn hội nhập, văn hóa không chỉ đồng hành, hòa nhịp với sự phát triển chung của cùng dân tộc, mà văn hóa còn giữ vai trò tiên phong, thúc đẩy phát triển kinh tế của đất nước. Vì vậy, phát huy vai trò của gia đình trong gìn giữ, phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của gia đình nói riêng, của dân tộc nói chung là việc làm có ý nghĩa lớn. Những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Cao Lan đang được các thế hệ trong gia đình ông Dương Minh Hải, xã Đồng Quý, huyện Sơn Dương, bảo tồn, gìn giữ và phát huy. Từ nhiều năm nay, ông đã nỗ lực để lan tỏa tình yêu, sự trân trọng giá trị văn hóa truyền thống dân tộc tới các con cháu. Hiện nay gia đình ông có 22 con cháu nội ngoại và mỗi kỳ nghỉ hè, các con cháu lại tập trung tại nhà để được ông dạy chữ, dạy tiếng, văn hóa truyền thống của gia đình và của dân tộc mình. Đã là người cha, người mẹ thì quan điểm của tôi là tất yếu là phải làm gương cho con cháu, mà vợ chồng là phải biết thương nhau.
để cho con cháu nó noi theo. Cái thứ hai nữa là cũng phải dạy con cháu về cái cổ truyền. Đang băn khoăn là làm sao mà các cháu nó học xong cái xong là dạy cho con cháu nó phải biết giữ duy trì được các cái sách của tổ tông mình để lại. Trên 80 tuổi, sống cùng gia đình con trai cả, cuộc sống tam đại đồng đường, hòa thuận, đầm ấm, khiến ông Lý Tiến Minh, xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình, cảm thấy mãn nguyện, hạnh phúc. Các con của ông dù ở gần hay xa, công việc có bận rộn đến mấy, vẫn luôn sắp xếp thời gian hợp lý để cùng nhau sum họp, quây quần bên gia đình. Những lúc như thế này, vợ chồng ông lại cùng ngồi bên nhau, thêu những tấm thổ cẩm rực rỡ sắc màu để làm nên bộ trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc Dao. Trước hết là hòa thuận với nhau, tôn trọng với nhau, bảo nhau đã. Còn cái gì làm không nên thì bỏ đi, phải làm lại thì mới sống được, mới sống với nhau được, mới hòa thuận với nhau được. Nếu như là mỗi người một phách thì không giống nhau được đâu. Bà Ma Thị Nghinh, xã Sơn Phú, huyện Na Hang, không được may mắn như những người phụ nữ khác. Chồng mất sớm, nhưng bà quyết định ở vậy, thay chồng nuôi dạy các con, phụng dưỡng và chăm sóc bố mẹ chồng. Đảm nhận vai trò là trụ cột trong gia đình, bà vừa là con, vừa làm mẹ, làm cha, tần tảo sớm hôm lao động, nuôi các con khôn lớn và giữ chọn đạo hiếu, vợ thảo, dâu hiền. Sự hy sinh của bà đã mang lại những trái ngọt, các con của bà đều có công ăn việc làm ổn định và xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc. Trong ngôi nhà sàn truyền thống, bốn thế hệ sinh sống luôn tràn ngập tiếng cười. Bốn thế hệ sống chung với nhau thì phải đoàn kết, chia sẻ. Với vợ chồng ông Bế Xuân Kỳ, xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang, niềm vui hạnh phúc lớn nhất của ông bà là thấy các con cháu khôn lớn từng ngày. Thành công của các con, kết quả học tập rèn luyện của các cháu được ông bà nâng niu. Theo ông Kỳ, dù làm gì, ở đâu thì tri thức vẫn là quan trọng nhất, là hành trang mà vợ chồng ông Kỳ trang bị cho các con vào đời, cũng chính là tri thức và nghề truyền thống của gia đình. Đối với gia đình mình, tức là những cái để mà truyền lại những cái nếp của cái bản sắc dân tộc và cái gia đình mình từ xưa đến nay. Trước tiên tức là bố, là mẹ, là cha, là ông, là bà thì coi như phải thứ nhất là hết sức mẫu mực. Hết sức mẫu mực là thể hiện những cái chỗ, tức là về cái chỗ là cuộc sống gia đình con cháu này. Quan tâm các cháu phải học hành đến nơi đến chốn. Trong làm ăn kinh tế thì mình phải cố gắng những cái gì mình chưa có mình cố gắng. Cái gì có mình duy trì cháu. Nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội. Gia đình tốt thì xã hội mới tốt. Xã hội tốt thì gia đình càng tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình. Lời Bác Hồ dạy đã trở thành kim chỉ nam để các ngành các cấp và mỗi gia đình, thành viên sống trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, luôn nỗ lực và chăm lo xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Thực hiện chỉ thị số 11 ngày 29 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình, tỉnh Tuyên Quang đã tăng cường hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống truyền thanh cơ sở, triển khai thực hiện bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên phạm vi toàn tỉnh. Những năm qua, các cấp các ngành địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 và kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động cũng được tỉnh Tuyên Quang tổ chức nhằm tôn vinh giá trị của Ngày Gia đình Việt Nam, như tổ chức liên hoan tìm hiểu kiến thức gia đình, hoạt động phòng chống bạo lực gia đình, thu hút sự quan tâm hưởng ứng của đông đảo cán bộ, nhân dân trong tỉnh.
phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, mà trọng tâm là xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, luôn nhận được sự quan tâm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Chất lượng hiệu quả ngày càng được nâng lên. Các cơ quan thành viên ban chỉ đạo các cấp đã tích cực phối hợp tuyên truyền vận động các hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng gia đình hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ, hạn chế tình trạng bạo lực gia đình, gắn với xây dựng tổ dân phố, thôn bản văn hóa. Việc chủ trì và phối hợp của hệ thống mặt trận, mà nhất là ban công tác mặt trận ở khu dân cư, đối với nội dung xây dựng gia đình văn hóa đã khơi dậy lòng tự hào dân tộc, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, đẩy lùi các tệ nạn xã hội và các hủ tục lạc hậu trong việc cưới việc tang, đồng thời nêu cao trách nhiệm của gia đình trong việc xây dựng và bồi dưỡng các thành viên của mình có lối sống lành mạnh, kỷ cương, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc, làm cho gia đình thực sự là tổ ấm của mỗi người và là tế bào lành mạnh của xã hội. Bằng nhiều hình thức tuyên truyền vận động, mỗi gia đình trong cộng đồng dân cư đều tự ý thức và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, nâng cao thu nhập cho gia đình. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giảm bình quân trên 4% một năm. Hàng năm, số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa ngày càng tăng. Năm 2077, toàn tỉnh có gần 177.170 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 87,7%. Năm 2022, có gần 195.380 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm trên 93%, tăng 5,4% so với năm 2017. Rất nhiều gia đình đạt và giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa nhiều năm liên tục. Nhiều gia đình có từ 3 đến 4 thế hệ chung sống đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Những kết quả của phong trào đã góp phần quan trọng trong việc gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc đối với mỗi thành viên để xây dựng một môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú, đẩy lùi tệ nạn xã hội, tạo sự ổn định vững chắc và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng quê hương Tuyên Quang giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với truyền thống vùng quê cách mạng. Để thực hiện tốt hơn nữa công tác gia đình trên địa bàn tỉnh, thì trong cái thời gian tới thì Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng như ban chỉ đạo để triển khai thực hiện tốt công tác gia đình trên địa bàn tỉnh với các cái giải pháp hết sức là thiết thực, cụ thể, đi sâu vào công tác gia đình để làm sao mà giảm thiểu được các cái tình trạng bạo lực cũng như là cái vấn đề bất bình bình đẳng giới, thì sẽ tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của nhân dân về vai trò quan trọng trong xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc, triển khai các cái giải pháp đồng bộ để các cấp ủy chính quyền và cán bộ, những người trực tiếp làm công tác gia đình cũng như là các thôn bản, tổ dân phố là quan tâm sâu sắc đến việc triển khai thực hiện công tác gia đình, đề cao vai trò về công tác gia đình, kịp thời tuyên dương những cái mô hình gia đình tiêu biểu trong cộng đồng cũng như là trong cái vấn đề phát triển kinh tế, trong giáo dục con cái và trong công tác khuyến học, xây dựng xã hội học tập, gia đình học tập. Tôi tin rằng là với một cái sự vào cuộc rất là sâu sát, quyết liệt và cùng với các cái giải pháp đồng bộ, thì trong cái thời gian tới công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang sẽ gặt hái được nhiều kết quả quan trọng hơn nữa, góp một cái phần lớn vào trong cái công tác phát triển kinh tế xã hội cũng như là ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Có một nơi để về đó là nhà, có những người để yêu thương đó là gia đình, có được cả hai đó là hạnh phúc. Xây dựng nhân cách con người bắt đầu từ giáo dục, đạo đức, lối sống gia đình. Và Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 là lời nhắc nhở tất cả mọi người. Hãy quan tâm xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình. Tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình. Đây cũng chính là cách để giữ gìn hạnh phúc, mái ấm, giữ gìn nề nếp gia phong của mỗi gia đình, trân trọng, bảo tồn những giá trị truyền thống của văn hóa Việt Nam.